Đấy, cô làm không có kêu được đâu. Đây. Cố gắng lên con. Úi giời, mình là chiến binh. Con cố gắng lên. Cố gắng lên để cô lặn cho nó ra hết đi này. Nó thành cái nhọt lên má, tự nhiên lại có má lúm đồng tiền. Không lý do. Cố gắng lên con. Cố gắng lên nhá. Đấy, cố gắng lên con. Đấy. Tắt hộ cô cái nhạc đi cái. Vâng ạ. Video của cô không được có nhạc. Rồi, ok rồi con. Nè, anh chưa. Trên YouTube chúng nó cũng phá cô cũng chả hiểu nổi con người chúng nó. Toàn người Tây hâm mộ cô, còn người Việt vào phá, buồn cười lắm. Cố gắng lên con. Cố gắng lên con. Cố gắng lên nhá. Tí cô cho con xem. Những cái bụng ngon ơi là ngon. Ngon lắm, con cố gắng lên. Giỏi lắm. Hai đầu thì còn một cái đầu nữa chưa ra được đây này. Đấy, đây này, nhìn cái đầu này này. Đấy. Con cố gắng lên nào. Cầm một cái bạn nữ này rất tài nha. Mụn rất nhiều luôn. Khẽ một cái là bạn này bị nhiễm khuẩn ngay. Bạn này cho uống chưa con? Mụn này, đó. Hôm nọ nhận liệu trình của bạn này cho bạn này thuốc uống chưa? Uống rồi hả con? Khẽ một cái là coi như là mụn cứng hết cả cằm. Con mím môi nè. Mím vào cô xử lý hết cái đống này cho con. Cố gắng lên con. Cố gắng lên nhá. Cố gắng lên con. Đấy. Tại vì em trước bôi kem trộn. Cố gắng lên nhé. Cố gắng lên. Đấy. Cứng và nó cứng hết cả cằm con tôi ra. Như là tiêm filler. Coi như là cái đống cằm này mà cái chỗ đống này mà nó nhiễm khuẩn thì là bạn này cứ lên mụn to thôi. Cố gắng lên con. Cố gắng lên. Chịu khó mà cô Âu lấy thì nhanh lắm, nhanh được đẹp lắm. Lấy con miếng bông nữa con ạ. Mụn đấy là mụn cãi chồng nó mới mọc, cãi mẹ nó mới mọc. Mày hỏi anh Yến xem, Yến cãi mẹ mọc mụn bây giờ hết cãi mẹ cái hết mụn luôn. Con này nhá, tìm đường lại vào con.
Thấy chưa? Nhẹ nhàng đấy mà nó còn ra đấy mà. Vẫn còn chưa hết. Hắn lên con. Mụn với bạn Thành thì sắp khỏi rồi. Hôm qua nặn ở trong Sài Gòn nặn là không có. Cái bạn nó bị ổ viêm to đấy ạ. Dạ vâng ạ. Này, cố gắng lên con. Trong Sài Gòn hôm qua các bạn làm cho em. Anh Hải kia có biết về mụn không bác? Có không? Chứ. Dạy hết. Cái gì cũng dạy. Đáng lên con nhé, à, hơi đau một tí chỗ này. Con cố gắng lên con. Cố gắng lên con. Tay cô Âu làm thì không có con mụn nào chạch được. Bạn này là buổi thứ hai à? Thứ ba. Buổi thứ ba à? Mấy bữa trước là nhiều mụn mủ lắm à Linh? Nhiều lắm. Thế à? Tại nghe các bạn bảo là bạn là Hải Phòng. Đây là các bạn ấy không phải mà khách chứ. Khách không đâu, hôm qua ai bảo bạn là Hải Phòng khóc. Kêu. Thế này là đỡ nhiều rồi. Thế à? Cố gắng lên. Cô lấy cho vài buổi nữa, các em nó cấy thuốc tiêu viêm thì không có mụn nào nó mọc được nữa. Lấy ra theo thìa ấy. Được hàng thìa mụn luôn. Con cố gắng lên. Yên tâm hỏng mũi cô đèn. Đưa cho con 30 triệu đi lắp cho mụn khác. Con cố gắng lên, con cố gắng lên. Cố gắng lên nào. Úi giời ơi này. Đấy. Mà thế này bị nhiễm cổ tỉ bác. Gắng lên con. Những con mụn mà mặt kem trộn hay kiểu cứng vàng cứng vàng. Hey, xong nó đổ dầu ra. Đánh lên nha. Đánh lên. Nhớ lên con. Đánh lên con. Không có cả đàn hồi, chỉ có nhẹ cái hơi chảy máu không sao. Gắng lên con. Bình thường cô lấy mụn cho người khác ấy, những người làm mũi này mà cô lấy không được là rút luôn cả cuống mũi ra làm lại. Sợ lắm, nghe sợ lắm. Bé đi Nhật rồi mới buồn cười. Con vừa làm mũi xong ấy, cho mày 30 triệu, mày không phải lo.
Được rồi, tắt đi nha.